Xin chào các bạn, tôi là Quang Praha Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về cách làm thế nào để dậy sớm hơn và có cuộc sống khỏe mạnh hơn Đặc biệt là cho người Việt chúng ta đang sống ở châu Âu Nhiều anh chị em gặp khó khăn trong việc dậy sớm Nhất là khi giờ làm việc ở châu Âu thường bắt đầu muộn hơn so với Việt Nam Chúng ta có thể cảm thấy mệt mỏi, thiếu động lực và việc ngủ nướng khiến chúng ta lãng phí nhiều thời gian quý báu Hãy thử tưởng tượng nếu chúng ta dậy sớm hơn chúng ta sẽ có thêm thời gian cho bản thân Có thể tập thể dục, đọc sách hoặc làm những việc yêu thích chúng ta sẽ cảm thấy khỏe mạnh hơn nhiều năng lượng và cuộc sống sẽ trở nên thú vị và phong phú hơn sau đây là một số cách giúp chúng ta dậy sớm hơn và có thể một lối sống lành mạnh thiết lập giờ đi ngủ cố định hãy cố gắng đi ngủ vào cùng một giờ mỗi tối để có thể bạn để cơ thể bạn quen với nhịp sinh học này tạo môi trường ngủ tốt đảm bảo phòng ngủ của bạn thoáng mát yên tĩnh và tối để có giấc ngủ sâu hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ ánh sáng xanh từ điện thoại và máy tính bảng có thể làm rối loạn giấc ngủ của bạn tập thể dục hàng ngày thể dục không chỉ giúp chúng giúp bạn ngủ ngon mà còn tăng cường sức khỏe tổng thể chế độ ăn uống hợp lý tránh ăn uống quá nhiều trước khi ngủ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh hơn sử dụng báo thức ngoài việc sử dụng báo thức bằng điện thoại đồng hồ bạn có thể nhờ người khác nhắc gọi dậy nếu người đó cũng dậy sớm như bạn lên kế hoạch cho buổi sáng có một lý do để dậy sớm như tập thể dục thiền hoặc thực hiện một sở thích cá nhân sẽ giúp bạn có động lực hơn các bạn hãy hãy thử áp dụng những cách này ngày, ngay hôm nay và xem cuộc sống của mình thay đổi như thế nào. Nếu thấy video này hữu ích hãy nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.